Thưa quý vị, sáng 22 tháng 9, Liên đoàn Lao động thành phố long trọng tổ chức phiên thứ nhất Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ 12, nhiệm kỳ 2023-2028 tại hội trường thành phố. 549 đại biểu đại diện cho hơn 1,3 triệu đoàn viên công đoàn thành phố về dự đại hội. Tại đại hội, Liên đoàn Lao động thành phố ứng dụng giải pháp công nghệ quét mã QR trong công tác quản lý đại biểu, thông tin, điểm danh đại biểu. Tại phiên làm việc thứ nhất, các đại biểu đã bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu, được nghe báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố lần thứ 11, nhiệm kỳ 2018-2023, cũng như báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý, thảo luận dự thảo văn kiện Đại hội Công đoàn lần thứ 13 Công đoàn Việt Nam, dự thảo điều lệ Công đoàn Việt Nam sửa đổi bổ sung. 549 đại biểu tham dự chia thành 16 tổ thảo luận các nội dung dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ 13 Công đoàn Việt Nam sửa đổi bổ sung, trong đó tập trung góp ý các mục tiêu của Đại hội lần thứ 13 Công đoàn Việt Nam về 3 khâu đột phá, 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nêu trong dự thảo, đánh giá bối cảnh thực hiện, đánh giá kết quả đạt được, hạn chế yếu kém và những bài học kinh nghiệm trong thực tiễn nhiệm kỳ qua. Ngoài ra, từ kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động công đoàn và từ địa bàn, cơ quan đơn vị, các đại biểu đề xuất thêm những vấn đề mới có tác động lớn đến tổ chức công đoàn, hoạt động công đoàn, các giải pháp nhiệm vụ để nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong 5 năm tới. Trước khi phiên làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ 12 diễn ra, đoàn đại biểu công nhân viên chức lao động thành phố do đồng chí Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố làm trưởng đoàn, đã đến dân hương dân hoa tưởng niệm tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh và công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong không khí trang nghiêm, cán bộ công nhân viên chức lao động thành phố đã bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới và Chủ tịch Tôn Đức Thắng, vị lãnh tụ của giai cấp công nhân, một tấm gương sáng về cần kiệm liêm chính, hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân.